đây quê hương tôi núi đôi vẫn bao đời hiên ngang đứng đó với sóng gió biển khơi. Dòng đã đổ em trôi thân thương bao kỷ niệm mang theo tuổi thơ tôi trong tiếng ru à ơi. Yên thủy mến thương sang đẹp tình quê hương, ta đi trong tiếng hát, ta đi theo ngọn cờ từ Kim Sơn Tân Phong từ mùa thu đứng dậy. Truyền thống xưa còn đây dù bước ta đi lên với sông núi ngàn năm xây quê hương rạng rỡ kiến thủy vẫn vương nhớ về người ra đi bên nhau ta bước tiếp trong câu ca tự hào vượt qua muôn gian lao bằng tình yêu bất truyền thống xưa còn đây người sáng thương trong tiên với sông núi ngàn năm kiến thủy đại biểu, thưa toàn thể quý vị, rất vui mừng và vinh dự được là người dẫn chương trình trong chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam của thôn Cẩm Hòa, xã Thanh Sơn. Lời đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình văn nghệ chào mừng xin được kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể bà con nhân dân lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời chào mừng trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị kính mến, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng dạy rằng đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Một câu nói tưởng chừng rất giản dị của Bác nhưng lại trở thành kim chỉ nam cho sự đoàn kết của toàn dân tộc Việt Nam. Và chính bởi sự đoàn kết trong tay ấy đã giúp cho đất nước của chúng ta ngày càng phát triển, vững mạnh và tươi đẹp. Mở đầu chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng kính gửi tới quý vị tiết mục múa Vinh Quang Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đội văn nghệ Chi hội Phụ nữ Cẩm Hoàn thể hiện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
quý vị, xin được cảm ơn đội nhạc của Trung đội Trung Múa Trần Hoàng với tiết mục múa vô cùng ý nghĩa, vinh quang mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, thưa toàn thể quý vị, lịch sử ngàn năm dựng nước của dân tộc Việt Nam ta, dòng chủ lưu từ trước tới nay vẫn là sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc, và chính sức mạnh ấy đã giúp chúng ta vượt qua tất cả mọi khó khăn và chiến thắng biết bao cuộc kháng chiến. Để rồi ngày hôm nay, quê hương Cẩm Hoàng, Thanh Sơn đang rất tự hào cùng với quê hương Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng chung tay xây dựng cho đất nước Việt Nam của chúng ta ngày thêm giàu đẹp, phát triển và vững mạnh. Tiếp nối ngay sau đây, xin được gửi tới quý vị tiết mục múa bài ca Đại Đoàn Kết do Chi hội Phụ nữ Cẩm Hoàng thể hiện. Thank you.
Nghệ sĩ Phương Loan và nhóm múa, xin mời quý vị cùng thưởng thức.
ơn quý vị. Và tiếp nối ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục múa vũ điệu kết đoàn với sự trở lại của các cô, các chị của chi hội phụ nữ thôn Cẩm Hoàng. Xin mời quý vị cho ca cùng thưởng thức. Thank you.
của Chi hội Phụ nữ thôn Cẩm Hoàn đã khép lại chương trình văn nghệ chào mừng ngày hôm nay. Một lần nữa, phép tôi thay mặt những người thực hiện chương trình văn nghệ chào mừng xin được kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, xin cảm ơn các đội văn nghệ đã có những tiết mục đặc sắc chào mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúc các đội văn nghệ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục có những đóng góp cho phong trào văn hóa văn nghệ địa phương ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các ông, bà, cô bác, thưa toàn thể nhân dân, chương trình ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Cẩm Hoàn, xã Thanh Sơn xin phép được bắt đầu. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân đứng dậy làm lễ chào cờ. Về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Cẩm Hoàn hôm nay,
có các quý vị đại biểu về dự chung vui và có nắng hoa chúc mừng. Ban tổ chức xin trân trọng mời bà Đỗ Thị Tín, trưởng ban công tác mặt trận thôn lên nhận hoa chúc mừng. Giới thiệu hoa chúc mừng của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vinh Sơn. Xin trân trọng kính mời bà Lưu Thị Tươi, huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy xã lên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời bà. Tiếp theo phần tặng hoa, xin trân trọng giới thiệu hoa chúc mừng của cấp ủy chi bộ, ban quản lý, các chi hội đoàn thể thôn Cẩm Hoàn. Xin trân trọng và giới thiệu kính mời ông Đỗ Văn Ninh, bí thư chi bộ lên tặng hoa chúc mừng. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Đỗ Thị Tín, trưởng ban công tác mặt trận thôn Cẩm Hoàn lên ôn lại truyền thống 94 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024 và báo cáo tổng kết công tác vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2024. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trong không khí tương bừng phấn khởi của Đảng bộ và nhân dân xã nhà đang thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029. Chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện, hướng tới Đại hội Đảng các cấp, được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Sơn. Hôm nay, Ban công tác Mặt trận thôn Cẩm Hoàng long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024. Thay mặt Ban công tác Mặt trận thôn, tôi nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các quý và toàn thể nhân dân về dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc và kỷ niệm hôm nay. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các quý vị đại biểu, ngày 18 tháng 11 năm 1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam ra đời đã phát động phong trào đấu tranh mạnh mẽ trong cả nước, có ảnh hưởng sâu rộng trong các tầng lớp quần chúng, đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức và chỉ đạo thực tiễn của Đảng, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước của nhân dân ta. Đó là kết quả của sự kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, gắn phong trào yêu nước Việt Nam với phong trào công nhân quốc tế, kết hợp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống mới, tháng 5 năm 1995, nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Người, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động trong cả nước cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư. Sau đó là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nay là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Đây là cuộc vận động nhân dân rộng lớn trong cả nước của thời kỳ đổi mới, có nội dung toàn diện, diễn ra trong thời gian dài. Những năm qua, thực hiện sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối kết hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân cùng với phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động đã đạt được những kết quả tốt đẹp trên các mặt, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các vị đại biểu, các thế hệ người Thanh Sơn nói chung và Cẩm Hoàn nói riêng luôn kiên cường bất khuất trong chiến đấu, cần cù trong lao động sản xuất, đã đổ bao mồ hôi xương máu để giữ đất, giữ làng, giữ nước, biết bao công sức để tạo đồng ruộng,
rửa chua mặn xây dựng quê hương chủ phú như ngày hôm nay. Từ khi có Đảng và Bác Hồ dẫn đường chỉ lối, người dân Thanh Sơn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đại đoàn kết thành một đội ngũ vững chắc, một lòng một dạ theo Đảng làm cách mạng, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Đất nước hòa bình thống nhất, cả nước đi lên xã hội chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, phong trào cách mạng của xã nhà có bước chuyển biến mới, đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mới kiểu mẫu, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động quần chúng xây đẩy mạnh, toàn diện, quyết liệt, đạt hiệu quả rõ rệt. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, xây dựng chỉnh đốn Đảng thực sự xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân, tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trên. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống mặt trận, chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: chính sách mặt trận là chính sách rất quan trọng, công tác mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng. Nguyện cùng nhau tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và cuộc vận động ngày vì người nghèo, tích cực tham gia vào việc củng cố xây dựng chính quyền nhân dân, đặc biệt là tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân địa phương hiến đất, tập trung mọi duy trì phát triển các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào các ngày lễ lớn của đất nước, của phố và huyện. Thay mặt ban công tác mặt trận thôn, tôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu đã về dự và chung với nhân dân và cán bộ thôn Cẩm Hoàng. Mong rằng trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của quý vị để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Một lần nữa, xin kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, các đồng chí mạnh khỏe. Chúc xin trân trọng cảm ơn. Sau đây tôi xin thông qua báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thôn Cẩm Hòa năm 2025. Thôn Cẩm Hoàng có diện tích tự nhiên 140 ha, gồm có 735 hộ với 2.200 khẩu. Năm 2024, cán bộ đảng viên và nhân dân luôn đoàn kết, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, thực hiện có hiệu quả 5 nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Kết quả như sau: một lớn, kết quả thực hiện cuộc vận động. Một nhỏ, đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới. Về sản xuất nông nghiệp, năng suất lúa cả năm đạt 37 tạ trên hecta, giảm 20 tạ trên hecta so với năm trước do bão số 3. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch đúng hướng, chăn nuôi gia súc gia cầm là nguồn thu nhập đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hộ đã mạnh dạn trong việc chuyển đổi cây trồng, con vật nuôi theo mô hình gia trại. Từ hộ khó khăn của những năm trước, nay trở thành hộ khá và giàu, tiêu biểu trong cuộc phát triển kinh tế gia đình hiệu quả như các hộ gia đình bà Nguyễn Thị The, gia đình ông Nguyễn Văn Minh, gia đình ông Vũ Văn Duẩn, gia đình ông Nguyễn Văn Hà, gia đình bà Nguyễn Thị Vân và nhiều hộ khác trên địa bàn thôn. Ban công tác mặt trận của thôn động viên nhân dân tích cực phát triển sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, vận động nhân dân tích tụ ruộng đất và tuyên truyền vận động cho thuê 10 hecta ruộng bỏ hoang để cấy lúa tập trung theo hướng hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu từ trồng lúa sang trồng hoa cây cảnh đem lại thu nhập cao như hộ ông Lê Quốc Huy, hộ ông Toản trồng hoa đào, hộ ông Doanh trồng hoa Tết, thu nhập từ 100 triệu đến 200 triệu đồng. Nhiều hộ đã đầu tư mua sắm máy móc làm dịch vụ. Đến nay, thôn có 47 ô tô, rất nhiều biệt thự và nhà cao tầng. Sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp cũng được mẩy mạnh. Thực lực lượng lao động chính của thôn đã chủ động tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập với mức thu nhập bình quân từ 7 đến 10 triệu đồng trên người trên tháng, đóng góp vào nguồn thu nhập chính của gia đình.
hưởng ứng tháng vì người nghèo đã phát động vận động quỹ vì người nghèo bằng tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Thôn đã vận động được số tiền 7 triệu đồng đóng góp vào quỹ người nghèo của địa phương. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, căn cứ hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc xã, hưởng ứng chủ đề năm 2024 của xã là đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý điều hành, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Cán bộ đảng viên và nhân dân trong thôn vận động nhân dân tham gia phát triển vùng sản xuất tập trung vừa hiệu quả vừa mang tính bền vững. Các tiêu chí nông thôn mới được phát huy và duy trì bền vững. Cơn bão số 3 năm 2024 đã làm ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế xã hội của thôn. Hàng trăm nhà bị tốc mái, rất nhiều hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bị lụt úng. 100% trang trại, gia trại bị ảnh hưởng. Hơn 70.000 con gà bị chết, hàng chục hộ nuôi tôm, cá bị cuốn trôi. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã với tinh thần tương thân tương ái, cấp ủy, ban quản lý, ban công tác mặt trận thôn đã vận động người con xa quê, các tập thể cá nhân, các công ty đã gửi quà, kinh phí khắc phục hậu quả cơn bão số 3 với số kinh phí quà hiện vật quy bằng tiền là 86 triệu đồng. Cùng các phong trào thi đua khác, ban công tác mặt trận thôn thường xuyên tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương về nếp sống văn hóa, thực hiện tốt hương ước của làng về việc cưới, việc tang và lễ hội, tổ chức trang trọng với tinh thần tiết kiệm được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tiêu biểu cho phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao như chi hội phụ nữ, chi hội cựu chiến binh, hội nông dân. Trong thôn có đội văn nghệ thường xuyên luyện tập tham gia phục vụ và giao lưu với các xã, các làng. Hàng năm, làng khen thưởng cho các cháu học sinh giỏi, học sinh đỗ vào các trường đại học từ 5 đến 7 triệu đồng, dòng họ từ 14 đến 15 triệu đồng. Vận động nhân dân thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội, bài trừ loại bỏ các tập tục lạc hậu mê tín dị đoan, các lễ hội tổ chức trang trọng và tiết kiệm. Phối hợp các đoàn thể trong thôn vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường với thông điệp sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường. Đến nay, 100% đường thôn, ngõ xóm phong quang sạch đẹp, được nhựa hóa và bê tông hóa và có điện chiếu sáng công cộng. Hưởng ứng các cuộc vận động nhân dân trong làng tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, vận động xây dựng quỹ chăm sóc người cao tuổi, các cuộc vận động nhân đạo từ thiện đột xuất được làng hưởng ứng tích cực, đạt kết quả cao. Trong năm qua, thôn đã huy động gần 25 triệu đồng hỗ trợ nhà tân binh lên đường nhập ngũ số tiền 5 triệu đồng và tặng quà. Các gia đình thương binh, liệt sĩ, bệnh binh và nhiễm chất độc hóa học đã phát huy truyền thống cách mạng gương mẫu chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và các quy định của địa phương. Ban công tác mặt trận thôn đã phối hợp với ban quản lý thôn, các đoàn thể thôn làm công tác tiếp xúc tặng quà cho hộ gia đình chính sách khó khăn, người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người già, người ốm, nhân dịp Tết Nguyên đán. Trong năm qua, được sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tạo điều kiện, phối hợp của chính quyền, sự giúp đỡ của Mặt trận Tổ quốc xã, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của thôn đã đạt được những kết quả quan trọng, tham gia tích cực phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Phát huy những kết quả đạt được, chủ động khắc phục những tồn tại khó khăn, cán bộ và nhân dân trong thôn nguyện cùng nhau đoàn kết, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia phong trào toàn dân chung sức chung lòng, cùng nhau thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bằng việc duy trì và giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần quan trọng xây dựng quê hương Cẩm Hòa ngày thêm giàu đẹp văn minh. Cuối cùng tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu cũng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, chúc chúng ta thành công tốt đẹp. Chương trình ban tổ chức ngày hội xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Đặng Thị Vui thay mặt chi hội nông dân thôn Cẩm Hòa lên phát biểu hưởng ứng. Trân trọng kính mời bà.
Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các ông bà, cô bác. Trong năm qua, công tác vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. An ninh, trật tự xã hội được vững mạnh. Mối quan hệ giữa bà con ngày càng gắn bó đoàn kết. Ban công tác mặt trận đã phối hợp với các chi hội thành viên thực hiện các cuộc vận động có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Mối quan hệ trong khu dân cư ngày càng đoàn kết, gắn bó. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đã đạt được nhiều tiến bộ. Nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân trong cộng đồng nâng cao theo mức sống. Nhân dân hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng nông thôn không có tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp, xây dựng nhà gia đình văn hóa dòng họ tiêu biểu, gia đình ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền. Công tác giảm nghèo, từ thiện nhân đạo, khuyến học khuyến tài, tình làng nghĩa xóm được khơi dậy. Bà con trong thôn đã tương trợ, giúp đỡ, động viên, thăm hỏi khi gia đình có việc tan ma, ốm đau và hoạn nạn. Qua ngày hội này, chúng ta thắt chặt tinh thần đoàn kết gắn bó, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội trước mắt, tập trung các hoạt động hỗ trợ các gia đình nghèo, người yếu thế trong tháng hành động vì người nghèo và dịp Tết Nguyên đán. Tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo vệ môi trường, dọn vệ sinh môi trường, phân loại rác thải đầu nguồn, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xanh, sạch đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng cộng đồng dân cư, chúng ta cần tăng cường đoàn kết hơn nữa, đoàn kết thật sự và rộng rãi nhằm phát huy sức mạnh của nhân dân, thực hiện dân chủ để phát huy niềm động lực xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển. Mục tiêu hướng đến là xóa hộ nghèo, giảm hộ cận nghèo, tăng hộ khá, vươn lên làm giàu chính đáng, cơ sở hạ tầng xanh sạch đẹp, không có tệ nạn xã hội và người vi phạm pháp luật, tiến hành thực hiện dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước, cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc. Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư, chúng tôi phấn đấu tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động huy động hóa kinh phí xây dựng thành công đình làng, xây dựng thiết kế tâm linh, nét đẹp văn hóa thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng và an ninh địa phương. Với tinh thần đấy, tôi xin nhiệt liệt hưởng ứng các phong trào thi đua, các chỉ tiêu thi đua năm 2024 mà ban công tác mặt trận thôn đã phát động, đóng góp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Cuối cùng, kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Tôi xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trong năm qua, các tập thể cá nhân thôn Cẩm Hoàn đã có nhiều thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào tuyên truyền vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Để kịp thời biểu dương, khích lệ phong trào thi đua của địa phương, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu bà Đặng Thị Thu Hương, công chức văn phòng Ủy ban nhân dân xã, thừa ủy quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Ủy ban nhân dân xã, nên điều hành khen thưởng và trao quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa hội nghị, thừa ủy quyền của đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, sau đây tôi xin điều hành phần biểu dương khen thưởng và trao quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Kính thưa các quý vị đại biểu,
nhằm khích lệ phong trào thi đua trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện có ký quyết định số 18 ngày 5 tháng 11 năm 2024 về việc tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân đã hoàn thành xuất sắc trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2024, gồm các tập thể và cá nhân có tên sau. Về tập thể, nhân dân và cán bộ thôn Cẩm Hoàn. Về cá nhân, bà Đỗ Thị Tím, trưởng ban công tác mặt trận thôn Cẩm Hoàn. Xin trân trọng kính mời đại diện tập thể, nhân dân và cán bộ thôn Cẩm Hoàn, bà Đỗ Thị Tím, trưởng ban công tác mặt trận thôn Cẩm Hoàn, lên sân khấu nhận giấy khen. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Lâm Thị Nguyên, huyện ủy viên, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lên trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân. Kính thưa các cô bác, nhằm biểu dương khen thưởng kịp thời các thành tích mà các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024, ngày 11 tháng 11 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn đã ký quyết định số 110 về việc tặng giấy khen cho một tập thể và một cá nhân đã hoàn thành xuất sắc trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới năm 2024. Về tập thể, chi hội phụ nữ thôn Cẩm Hoàn. Về cá nhân, ông Đỗ Văn Song, trưởng thôn, trưởng làng văn hóa Cẩm Hoàn, xin trân trọng kính mời đại diện chi hội phụ nữ thôn Cẩm Hoàn và ông Đỗ Văn Song lên sân khấu để nhận giấy khen. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đỗ Văn Hương, phó bí thư thường trực đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã lên tặng giấy khen. Xin trân trọng kính mời ông. Nhằm biểu dương các tập thể cá nhân, các gia đình tiêu biểu năm 2024, cấp ủy, ban quản lý, ban vận động xây dựng làng văn hóa Cẩm Hoàn, biểu dương một tập thể và 15 cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu đã đạt thành tích xuất sắc trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2024. Sau đây là danh sách biểu dương. 1. Về tập thể, chi hội cựu chiến binh thôn Cẩm Hoàn. Về cá nhân, 1. Bà Nguyễn Thị Màng. 2. Bà Đặng Thị Vui. 3. Bà Bùi Thị Xoan. 4. Ông Lưu Văn Lới. 5. Ông Ngô Quang Tuyết. 6. Ông Nguyễn Phương Sùng. 7. Bà Trịnh Thị Tiến. 8. Bà Lương Thị Nhung. 9. Bà Nguyễn Thị Gào. 10. Bà Nguyễn Thị Hằng. 11. Bà Trịnh Thị Thiên. 12. Bà Vũ Thị Tình. 13. Ông Nguyễn Văn Tuấn. 14. Bà Nguyễn Thị The. 15. Bà Nguyễn Thị Vân. Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng kính mời đại diện tập thể chi hội cựu chiến binh thôn Cẩm Hoàn lên nhận quà. Xin trân trọng kính mời ông Đỗ Văn Linh, bí thư chi bộ lên trao quà cho tập thể chi hội cựu chiến binh thôn Cẩm Hoàn. Kính mời các cá nhân có tên sau lên sân khấu để nhận phần quà. 1. Bà Nguyễn Thị Màng. 2. Bà Đặng Thị Vui. 3. Bà Bùi Thị Xoan. 4. Ông Lưu Văn Lới. 5. Ông Ngô Quang Tiết. 6. Ông Nguyễn Phương Sùng. 7. Bà Trịnh Thị Tiến. 8. Bà Lương Thị Nhung. 9. Bà Nguyễn Thị Gàng. 10. Bà Nguyễn Thị Hằng. 11. Bà Trịnh Thị Thiên. 12. Bà Vũ Thị Tình. 13. Ông Nguyễn Văn Tuấn. 14. Bà Nguyễn Thị The. 15. Bà Nguyễn Thị Vân. Xin trân trọng kính mời các ông bà. Xin trân trọng kính mời ông Đỗ Văn Song, trưởng thôn Cẩm Hoàn, bà Đỗ Thị Tím, trưởng ban công tác mặt trận thôn Cẩm Hoàn lên trao quà cho các cá nhân. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
phần tặng quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Nhân dịp tháng hành động vì người nghèo, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Kiến Thụy, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Thanh Sơn có phần quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn đột xuất trên địa bàn xã. Thứ nhất là quà của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời các ông bà sau lên nhận quà. 1. Bà Nguyễn Thị Mến, thôn Cẩm Hoàn. 2. Bà Nguyễn Thị Loan, thôn Cẩm Hoàn. 3. Bà Đặng Thị Hưng, thôn Xuân Lam. 4. Bà Vũ Thị Nhường, thôn Xuân Lam. 5. Ông Nguyễn Văn Kỳ, thôn Cẩm La. Xin kính mời các ông bà có tên trên lên sân khấu để nhận quà của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Kiến Thụy. Xin trọng kính mời các ông bà. Xin trân trọng kính mời bà Lương Thị Ngân, huyện ủy viên, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện lên trao quà cho các hộ nghèo. Xin trọng kính mời bà. Đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Thanh Sơn. Xin trân trọng giới thiệu các ông bà có tên sau lên nhận quà. 1. Bà Ngô Thị Vẹn. 2. Ông Nguyễn Văn Cát. 3. Ông Lưu Văn Huệ. Kính thưa ông bà, ông bác, do điều kiện sức khỏe thì các ông bà không thể đến nhận thì phần quà của Đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã sẽ được chuyển đến tận nhà của các ông bà. Xin đề nghị nhiệt liệt chúc mừng. Tiếp theo là phần quà của cấp ủy, ban quản lý, ban công tác mặt trận thôn Cẩm Hoàn. Xin trân trọng kính mời các ông bà sau lên nhận quà. 1. Bà Đỗ Thị Quỳnh. 2. Bà Nguyễn Thị Cơ. 3. Ông Đỗ Văn Khoa. 4. Ông Đỗ Văn Ca. 5. Bà Nguyễn Thị Xuân. Xin trân trọng kính mời các ông bà có tên trên lên sân khấu để nhận quà của cấp ủy, ban quản lý, ban công tác mặt trận thôn Cẩm Hoàn. Xin trân trọng kính mời ông Đỗ Văn Linh, bí thư chi bộ Cẩm Hoàn lên trao quà cho các hộ. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa hội nghị, phần điều hành biểu dương khen thưởng và trao quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn đột xuất đến đây là kết thúc. Xin kính chúc các quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa ngày hội, trong buổi lễ long trọng này, chúng ta vui mừng được đón các vị đại biểu thay mặt ban chấp hành đảng bộ, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc Việt Nam xã tới dự và chỉ đạo ngày hội đại đoàn kết của thôn. Ban tổ chức ngày hội xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Ninh Thị Tươi, bí thư đảng ủy lên phát biểu ý kiến động viên. Xin trân trọng kính mời bà. Vâng, kính thưa các quý đại biểu, thưa toàn thể cán bộ và nhân dân của thôn Cẩm Hoàn, trong không khí phấn khởi cùng toàn đảng toàn dân thôi nổi thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống mặt trận dân tộc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024. Hôm nay, thôn Cẩm Hoàn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc để ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày nay là mặt trận tổ quốc Việt Nam. Về dự ngày hội hôm nay, thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã xin được gửi tới các đồng chí lãnh đạo huyện, các quý vị đại biểu cùng toàn thể cán bộ và nhân dân lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Chúc ngày hội thành công rực rỡ. Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân thôn Cẩm Hoàn, đại đoàn kết là chủ trương chính sách lớn của Đảng và Bác Hồ nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc. Trải qua 94 năm ra đời và phát triển, mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam từ hội phản đế đồng minh đến mặt trận tổ quốc Việt Nam ngày nay đã phát huy truyền thống dân tộc, tập hợp đoàn kết các giai cấp,
các tầng lớp nhân dân thành lực lượng lớn cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Kính thưa toàn thể nhân dân, nhìn lại trong năm 2024 và những năm gần đây, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, kinh tế phát triển, an ninh trật tự, xã hội được giữ vững. Với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các công trình phúc lợi như điện, đường, trường, trại, các công trình văn hóa, công trình thể thao công cộng được xây dựng đảm bảo theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, với cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm. Đặc biệt, đối với thôn Cẩm Hoàn của chúng ta, các công trình đình làng, chùa, khu vui chơi, khu luyện tập thể thao công cộng đã được cấp ủy, ban quản lý, ban công tác mặt trận thôn tích cực thực hiện huy động kinh phí xã hội hóa, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong thôn, phát triển mối quan hệ trong khu dân cư ngày càng đoàn kết và gắn bó. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng đạt được nhiều tiến bộ. Nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân trong cộng đồng được nâng lên theo mức sống. Nhân dân hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thôn không tội phạm và tệ nạn xã hội. Các hộ dân trong thôn tích cực thực hiện phân loại rác thải đầu nguồn, phát động ngày chủ nhật xanh sạch đẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm. Mọi người, mọi nhà chấp hành tốt các quy định về trật tự lòng đường vỉa hè và ý thức chấp hành an toàn giao thông, tích cực trồng và chăm sóc cây xanh để bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan cho làng quê. Đối với công tác giảm nghèo, từ thiện nhân đạo, khuyến học khuyến tài, chăm sóc trẻ em và người cao tuổi có nhiều điểm nhấn, tình làng nghĩa xóm được khơi dậy, nhân dân trong thôn tương trợ giúp đỡ động viên thăm hỏi lẫn nhau khi có việc thiếu ốm đau hay hoạn nạn. Ban công tác mặt trận thôn Cẩm Hoàn luôn động viên nhân dân tích cực phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vận động nhân dân tích tụ ruộng đất và đặc biệt là phát triển nông nghiệp theo hướng chuyên môn hóa, chuyển đổi cơ cấu từ trồng lúa sang trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả đem lại thu nhập cao. Nhân dân trong thôn luôn tích cực hưởng ứng các cuộc vận động như xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo. Các cuộc vận động nhân đạo từ thiện đều đạt kết quả cao. Ban công tác mặt trận thôn đã phối hợp với ban quản lý thôn, các đoàn thể trong thôn làm tốt công tác tiếp xúc tặng quà cho các gia đình chính sách khó khăn, gia đình tân binh, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các dịp 27 tháng 7 lễ Tết. Như trong báo cáo mà đồng chí trưởng ban công tác mặt trận thôn đã trình bày, để có được những thành tích trong bản báo cáo đó là sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chi bộ, sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của chính quyền, ban công tác mặt trận thôn và các chi hội đoàn thể cùng toàn thể nhân dân đem lại sức lực, trí tuệ đóng góp xây dựng cộng đồng thôn Cẩm Hoàn chúng ta ngày càng giàu đẹp. Trong niềm vui của ngày hội hôm nay, tôi xin nhiệt liệt biểu dương các thành tích đã đạt được của thôn Cẩm Hoàn trong năm 2024 vừa qua. Thưa các quý vị đại biểu và thưa toàn thể nhân dân, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng cộng đồng dân cư, tinh thần đoàn kết thực sự và rộng rãi là nhằm phát huy sức mạnh của nhân dân, thực hiện dân chủ để phát huy nguồn lực xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển. Qua ngày hội này, thôn Cẩm Hoàn chúng ta ngày càng thêm thắt chặt tinh thần đoàn kết gắn bó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và tốt các chỉ tiêu cấp trên giao. Mục tiêu hướng đến là duy trì và giữ vững danh hiệu làng văn hóa với cơ sở hạ tầng xanh, sạch đẹp, văn minh, không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, thực hành dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước, cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc. Với ý nghĩa của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, một lần nữa, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân thôn Cẩm Hoàn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, thay mặt ban công tác mặt trận thôn, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể địa phương đã về dự, đồng thời phát biểu chỉ đạo động viên phong trào cơ sở trong thôn, động viên cán bộ đảng viên và nhân dân thôn nhà trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Thay mặt ban công tác mặt trận thôn, tôi xin tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo động viên các đồng chí lãnh đạo ban công tác mặt trận thôn, xin hứa phát huy kết quả đã đạt được của năm 2024
tiếp tục vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn phấn đấu đẩy mạnh cuộc vận động xã hội hóa nhân dân, tiếp tục phát huy hơn nữa cùng nhau hướng về quê hương, ủng hộ xây dựng Bình Lạc, đồng thời duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Thay mặt ban công tác mặt trận thôn, tôi xin tuyên bố bế mạc ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Cẩm Hòa năm 2024. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các toàn thể nhân dân mạnh khỏe, thành đạt và đoàn kết.